chí chân phải. Wow. Xin chào anh em, mình vừa mới cánh tại Nha Trang. Thì hôm nay mình đi xem một cầu thủ cũng còn khá trẻ, ta có thể nói là Vivo số 1 Việt Nam thời bây giờ, một tài sản vô giá của đội tuyển Việt Nam, Futsal Việt Nam hiện giờ đang có. Thì mình sẽ đi xem cầu thủ này, cầu thủ cũng mang tên là Nguyễn Minh Chí. Rồi, sẽ có anh tới chủ tịch câu bộ Futsal để mình đi chung. Rồi bên đây có Owen nữa. Rồi bây giờ thì đi ăn sáng cái đã, rồi chiều mình sẽ ra sân chờ xem nhé. Rồi ăn sáng cái đã, sau đó đi lấy phòng, rồi đi ăn trưa, ăn trưa xong rồi mới ra sân coi Minh Chí thi đấu. Quán này là lâu đời rồi anh? 50 năm rồi. 50 năm anh? Ghê. Quán mịn rồi, 50 năm rồi. Quán vỉa hè ngay ngoài đường, tài xe hơi đậu ăn không? Nhưng mà phải đậu ăn đâu. Có bán thiếu nè. Ý là 50 năm là cái nhà này 50 năm thôi, cộng quán mới mở đúng không? Dễ sợ. Bánh canh chả cá rất ngon luôn, chuyện cục thịt cá ngừ không ta. Bên đây hai ly trà tắc mang về khách sạn uống luôn, nhưng ở đây uống không hết nổi. Ăn rồi phải tập đi bộ để tiêu bớt đồ ăn. Lâu lắm rồi mới trở lại Nha Trang. Vẫn đẹp như ngày nào. Đó, nó bên kia thôi. Gần ghê. Ok. Sau khi đi 2 cây số thì cũng đã đến nơi. Hey. Vác hai cái ba lô này méo rồi. Rồi. Mình vừa bắt Grab chạy qua đây D20 Skybeat D20 để gặp Minh Chí một tí xíu để chúc cho cậu ấy sẽ có một trận thi đấu tốt chiều nay. Ok, giờ gọi Minh Chí xuống cái nha. Wow, hôm nay rất đẹp. Ê, kia rồi, giờ đi vừa cầm cái gì đang ăn đấy nhỉ? Lên rồi, hay quá. Sài Gòn không gặp, gặp nơi xa xôi. Dạ. Hay quá em ơi. Bây giờ ghi mấy bàn rồi? Ba rồi anh. Ba bàn rồi hả? Dạ. Ok. Đây, mọi người cùng gặp Minh Chí ha. Em tên đầy đủ là gì nhỉ? Thì em tên đầy đủ là Nguyễn Minh Chí. Dạ, em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1996. 96 à? Ok, em đá vị trí gì vậy chị? Em thì em đá vị trí Bibo ở trong Futsal. Dạ, hiện tại là đang đá cho Thái Sơn Nam nha. Dạ. Em tập bóng đá từ lúc nào? Thì em tập bóng đá từ năm em 10 tuổi. 10 tuổi, và 96 bây giờ là? 24. 24, 10 tuổi là em đã đá bóng được 14 năm rồi. Dạ. Wow, quá hay tuyệt vời luôn. Anh 14, 15 tuổi anh mới bắt đầu đá banh. Tuổi trẻ tài cao. Chiều nay gặp Đà Nẵng FC thì là một đội bóng
Em đánh giá là như thế nào? Thì Đà Nẵng là một đội bóng mạnh, thì em nghĩ tụi em phải cố gắng hết sức để giành được chiến thắng. Dạ. Thì hôm nay anh cũng tới đây để gặp, để chúc em thi đấu thật tốt trong trận thi đấu chiều nay, và thể hiện thật tốt cho những bạn đang xem trên kênh YouTube của anh biết được cái tài năng của em như thế nào. Nha. Rồi, chúc em thi đấu thật tốt. Rồi, em cảm ơn. Rồi, nhớ đón xem Minh Chí thi đấu với Đà Nẵng FC chiều nay nha. Giờ thì đã có mặt tại nhà thi đấu trường Đại học Nha Trang, nơi diễn ra. Ôi, anh Bèo! Hay quá anh ơi! Tài Simon Đê kìa! Hay quá tài Simon Đê ơi! Hay quá anh Bèo ơi! Ra nè! Tận nơi xa xôi gặp anh Bèo luôn! Bèo giờ không làm Tân Hưng nữa, qua làm bên Sài Gòn FC rồi. Busan đề bằng giải vô địch quốc gia 2020. Đi vào. Vào trong. Quá. Sân thi đấu. Sân thi đấu tại đây rất đẹp anh em ơi. HD băng. Giải vô địch quốc gia. Bây giờ trận này mình xem là trận giữa Thái Sơn Nam với Đà Nẵng FC. Áo số 8 sẽ ra sân trong tổ 1. Trong tổ 1 còn có Trần Văn Vũ, Cao Đàn Phát, Lê Quốc Nam và thủ môn Bắc Chính là Hồ Văn Lý đây.
Rồi để xem, mình chỉ như mang đôi X Munich. Wow, một đôi màu vàng rất là đẹp. Mình có hỏi Chí là đôi này mua bao nhiêu thì anh ấy có nói là mua với giá là 3.8 triệu. Mua bên Tây Ban Nha nha, chứ ở Việt Nam thì không có. Cú sút rất nhanh, chút tí nữa là cũng đầu được. Tay áo nắm chặt dữ ta. Hai người thay phiên đẩy nhau. Chí, cú sút chân trái không vào. Bóng có hơi chuyển hướng một tí nhưng thủ môn đã kịp phản xạ. Cú sút rất nhanh của Nguyễn Minh Chí. 2-1. Không vào. Rất tiếc. Thi đấu của mình chỉ thế nào nha. Thấy người pha dứt điểm của Trần Vũ. Minh Chí đi ra rất chắc chắn. Minh Chí xoay người và pha kiến tạo của Minh Chí cho Cao Đại Phát, nhưng rất tiếc một pha dứt điểm xuyên hai chân không thành công, bóng vẫn chưa đi qua vạch vôi. Không được, theo người rất sát. Chí chân phải. Wow, một pha vô lê bằng đội chân phải. Số 8 Nguyễn Minh Chí, đội Arsenal vừa ghi bàn. Tỷ số thủy đi của hai đội Đà Nẵng FC 1 Arsenal 1. Yeah, pha mừng rất hay của Minh Chí. Bravo. Rất hay. Pha sút vô lê bằng chân phải cực kỳ hay của Minh Chí. Tuyệt vời. Một đều. Chí chân trái, cú sút rất tốt của Minh Chí bằng chân trái, rất tiếc lại đúng ngay vị trí của thủ môn đang chờ sẵn. Trong tình huống vừa rồi không có phạm lỗi của Thái Sơn Nam. Tiếp tục phá đập. Sẽ là cú sút chân phải của Minh Chí ở chân. Tiếp tục một cú sút chân phải, không phải là cú sút chân phải của Minh Chí mà là một cú sút chân trái.
bóng đi sượt góc ra trong gang tấc. Chỉ ra là đôi lời nhắc nhở của huấn luyện viên Minh Giang cho Minh Chí. Kết thúc hiệp một, tỷ số của hai đội như sau: đội Đà Nẵng FC 1, Thái Sơn Nam 1. Thưa quý vị, ngay sau đây ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm. Cốt truyện. Minh Chí đứng vô. Minh Chí không dứt bóng, dứt bóng không được. Và phối hợp giữa Minh Chí và Trần Quang Vũ rất tiếc là không có pha kết thúc đi vào lưới thì đẹp rất tốt. Lóc người cú vô lề, chúng ta có thể thấy là một pha lóc người của Minh Chí. Hữu Môn đá lên và bóng được trả về cho Hữu Môn lần thứ hai, nên có một pha phạm lỗi gián tiếp ở đây. Cơ hội để Thái Sơn Nam nâng tỷ số lên 2-1. Vì lỗi rời khỏi hàng rào, một chiếc thẻ vàng cảnh cáo. Cú sút. Cú sút của Mạnh Dũng, tỷ số là 2-1. Và phối hợp cầu thủ số 5 Nguyễn Mạnh Dũng, đội Thái Sơn Nam vừa ghi bàn thắng tỷ số hiện nay của hai đội Đà Nẵng FC 1, Thái Sơn Nam 2. Đồng chí vào lại. Chờ đợi thông tin. Một cú sút ngay trúng vào ngay mặt Hữu Môn, nằm sân có vẻ hơi chán. Và bẻ sườn của Minh Chí. Dính banh. Quá hay Minh Chí ơi. Rất chắc chắn. Và đã bước một quá hay của Minh Chí. Một cú sút chân trái. Chỉ ra rồi. Đạn tài vào thế. Chỉ là vào lại. Cắt banh rất tốt, chuyển vũ. Come on.
Is Munich quá đẹp. 3.8 mua tại Bạch Tây Ban Nha. Lấy bàn cú sút chân trái. Chúng sang ngang Trần Văn Vũ. Rất tiếc không bàn thắng cho Thái Sơn Nam. Cắt bên Minh Chí con cú chết mũi của Nguyễn Xuân Du, và trước đó là pha cản hóa rất tốt của Minh Chí thu hồi quả bóng vừa rồi. Có một sự đóng góp rất lớn của Minh Chí trong bàn thắng vừa rồi của Nguyễn Xuân Du. Cú sút từ chân phải vẫn đi không chính xác. Và đá phạt có nguy hiểm của Đà Nẵng FC nhưng chỉ có 4 cầu. Vào rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Cú sút cú sút của Mạnh Dũng ngay góc. Cầu thủ số 5 Nguyễn Mạnh Dũng đội Thái Sơn Nam vừa ghi bàn thắng. Tỷ số hiện nay của hai đội Đà Nẵng FC 4, Thái Sơn Nam 4. Kết thúc trận đấu tỷ số của hai đội như sau: Đà Nẵng FC 4, Thái Sơn Nam 4. Rồi, Minh Chí đã có một màn thể hiện khá là xuất sắc, góp phần vào chiến thắng 4-1 của Thái Sơn Nam trước Đà Nẵng FC. Rất hay, rất kịch tính. Xong, hy vọng là đem lại những pha bóng đẹp mắt cho anh em xem. Những pha xử lý đẳng cấp của Vivo, gọi là số 1 Việt Nam bây giờ, Nguyễn Minh Chí. Ok, nếu thấy hay nhớ like, đừng quên subscribe channel YouTube của mình nha. Rồi, bây giờ thì 4-1 à. Rồi, chào, hẹn gặp lại.